Bánh bèo là một loại bánh hết sức quen thuộc với người Việt Nam bởi sự đơn giản thuần khiết của nó. Tùy vào sản vật đặc trưng của mỗi vùng miền mà cách làm nhân, sự phối hợp gia vị, nguyên liệu để làm nhân bánh có khác nhau. Nhưng mà loại bột và màu trắng của bánh bèo thì không đổi. Ví dụ như ở Huế, bánh bèo được ăn với nhân tôm và thịt xay kết hợp với một loại nước sền sệt hết sức là độc đáo. Ở Hà Nội thì nhân thịt bằm kết hợp với một số gia vị khác được gọi là nhân nộm, hết sức là độc đáo nữa. Còn ở miền Nam thì nhân bánh bèo được làm chế biến ra sao, mộc mạc và đơn giản như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau xem như thế nào nhé. Thoạt nhìn cái bánh bèo ở miền Nam không có gì khác biệt so với các loại bánh bèo ở miền Bắc, miền Trung. Vẫn cái màu trắng thuần khiết của bột gạo, kích cỡ có nhỏ hơn, điểm một chút nhân đậu xanh ở giữa, ăn cùng với nước mắm chua ngọt. Nhưng nếu một lần thưởng thức bánh bèo Nam Bộ, quan sát sự bài trí những nguyên liệu ăn kèm, ta mới nhìn rõ sự khác biệt. Trước tiên, người ta khéo léo xếp những cái bánh bèo xinh xắn lên dĩa, lớp bánh trải đều trắng phao, điểm đậu xanh ở giữa những cái bánh. Đến lớp mỡ hành phết lên mặt bánh, làm chiếc bánh trở nên bóng bẩy đẹp mắt. Sau cùng là một gấp bì nặng trĩu đũa lên trên, làm dĩa bánh thêm sự sung túc, hấp dẫn. Ăn bánh bèo với bì là nét đặc trưng tạo nên sự khác biệt của bánh bèo Nam Bộ với các loại bánh bèo khác. Loại bì ăn kèm với bánh bèo là loại bì được trộn với thính và thịt heo luộc sắc sợi. Để dĩa bánh bèo thêm màu sắc và tan hương vị, đôi khi người Nam Bộ còn ăn kèm với 1 đến 2 chiếc nem lai dung và một ít tóp mỡ giòn rụm. Khác biệt hơn hết có lẽ chính là loại nước chan. Bánh bèo Nam Bộ tuy vẫn ăn kèm với loại nước mắm chua ngọt pha sẵn, nhưng có sự kết hợp độc đáo của nước cốt dừa. Điểm này có lẽ là điểm chính yếu nhất tạo nên hương vị rất riêng của bánh bèo Nam Bộ. Có lẽ ảnh hưởng từ nền văn hóa ẩm thực của người Hoa, nên người Nam Bộ thích ăn bánh bèo và chiếc bánh bèo đã được phù phép cho hợp với lối ăn này. Bánh bèo bì ai ăn không quen sẽ thấy ngán, nhưng đã yêu rồi thì sẽ rất khó quên, lâu lâu lại thèm đến mức khó cưỡng. Bánh bèo bì ở Nam Bộ hiện nay được bày bán khắp nơi, khắp các chợ quê, đến những hàng quán tươm tất.